Ôi dồi ôi, vừa đi làm lại được công ty lì xì cho chai tương ớt 2 cân. Mà tôi vừa mới mua một chai ăn Tết hôm trước mà đã hết đâu. Giờ lì xì thêm thì không biết nấu bao nhiêu bữa tiệc nữa thì mới hết được hai chai Chinsu tương ớt 2 cân này. Thôi thì lại quả cho công ty, tôi sẽ nấu một món lạ lạ để mời mọi người luôn. Món này có tên là đùi gà cuộn tôm nhúng cay. Thịt đùi gà thì lạng mỏng này, thịt tôm thì băm nhuyễn, trộn cùng với cả giò sống. Sau đó là tạo hình và dùng miếng gà cuộn lại cho đẹp. Mang đi hấp trong khoảng tầm 20 phút là chín rồi. Trong lúc chờ mình sẽ làm sốt cay với công thức mình ghi chi tiết trên màn hình. Trong công thức này thì có 1/2 bát con tương ớt Chinsu. Nó sẽ giúp món ăn có vị cay tê, kích thích vị giác và bùng vị món ăn. Màu sắc cũng đẹp mắt hơn nữa. Sau cùng là đun sôi sốt lên để cho tan gia vị là xong. Gà đã hấp xong thì mình sẽ cắt thành các khoanh tròn, nhúng hoặc là tưới sốt vào là xong luôn món này rồi. Mình có chuẩn bị thêm một số món ăn vặt như là bánh gà này, nem hải sản rồi sụn nướng, mời mọi người liên hoan luôn cho nó xôm. Xịt thêm một ít tương ớt Chinsu và món gì thì cũng vậy thôi, phải cay cay một chút nó mới đã. Anh làm sốt này kiểu gì đấy? Bí cái mật nó kiểu nó vừa. Xem video nhá. Đây chấm tương ớt là quá là hợp lý luôn. Tất nhiên rồi. Trông hấp dẫn nhỉ. Sao thế sao? Ngon. Ngon rồi. Thật nhá, không được diễn nhá. Ăn cả đi. Đúng rồi. Yêu đấy. Tự nhiên. Ngon thật không? Ngon thật. Dám nói không ngon. Ê, thế à? Thế ngon à? Đây. Đây là món gì hả anh? Gà cuộn tôm sốt cay. Ok. Khó tính đấy. Thế thôi á? Đang nhai anh ạ. Mình phải làm chân hợp. Mình phải ăn xong, mình nuốt xong, mình cảm nhận từng cái vị giác của mình. Ừ, anh thích em rồi đấy. Mình cảm nhận được vị cay tê này. Cái này là anh sử dụng cái gì thế hả anh? Tương ớt Chinsu, mật ong, sa cha, hạt tiêu, hạt nêm. Tôi nghĩ là mọi người có thể tham khảo công thức này, thực sự rất là ngon. Thế là hết Tết thật rồi. Một năm qua kinh tế hơi đi xuống nên công ty tôi năm nay chủ trương lì xì chai tương ớt Chinsu thơm cay dùng thay ớt trái, để mong sau này mọi người đỏ hơn, may mắn và bùng cháy hơn như chai tương ớt này vậy.